rồi em muốn đốt bếp nhà hả? Anh ơi em thấy lửa nó còn nhỏ quá, anh cho em lửa nặng hơn, to hơn tí nữa được không? Thôi đừng đừng đừng, em nó còn xây được. Dập lửa, dập lửa. Gì vậy, làm gì vậy? Dập lửa, dập lửa. Thôi em dập bằng miệng em luôn. Đừng 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 đừng. Thôi thôi. Tới qua chương trình mà tự nhiên không hai hai mỏ giống như là hai miếng thịt bò kỳ lắm. Không em dập được, để em dập bằng miệng của em được rồi. Em làm ảo thuật cho anh coi nè. Làm ảo thuật cho coi nha. Để nha. Không sao nha, đang đẹp á, đang đẹp á. Em hù anh thôi, anh nghĩ sao em làm này được vậy? Trời ơi. Em chỉ biết múa vậy thôi, với lại mấy cái bài quyền về cây này nọ đó, anh muốn lộn với em không? Em nhớ ngài hả? Dạ đúng rồi. Wow, kính thưa quý vị, diễn viên nghệ sĩ Hồ Bích Trâm chính là khách mời đặc biệt ngày hôm nay cùng với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Đến với chương trình này là phải vận động cơ thể, làm nóng tinh thần để thưởng thức những món ăn ngon. Ủa em tưởng thưởng thức món ăn ngon thì chỉ cần cái miệng mình ăn thấy ngon là được rồi, chứ đâu cần hoạt động tay chân đâu. Trời ơi, khẩu vị nó liên quan đến tinh thần nữa. Trước giờ là em hay nấu ăn cho người khác ăn, hay là em được ăn món ăn do gia đình nấu, hay là người yêu, người thân nấu? Em ăn cơm đoàn phim nhiều hơn là cơm ở nhà, nhưng mà những lúc mà rảnh rỗi thì em sẽ vào bếp để nấu ăn. Ngày hôm nay người nấu không phải là em chỉ việc thưởng thức, đưa ra những phần nhận xét. Dạ. Khán giả yêu mến chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao được phát sóng vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 và sẽ mang lại rất nhiều khoảnh khắc ấn tượng thú vị khi mà những nghệ sĩ đến đây tham quan gian bếp rất là đẹp của Hà Rapper, sẽ gặp gỡ thêm hai vị khán giả hâm mộ nữa. Họ tìm hiểu rất kỹ về thần tượng của mình, nhưng mấy khi hiểu được về gu ăn uống của thần tượng đâu. Đây sẽ là cơ hội quý báu để cho mọi người giao lưu với nhau. Đặc biệt Trâm à, em sẽ được ăn những món ăn do chính fan hâm mộ dành tặng cho mình, nhưng mà đặc biệt là phải đồng hành hỗ trợ cho hai fan hâm mộ vượt qua thử thách này nha. Dạ. Xin mời Trâm tiến về khu vực tủ lạnh đáng yêu chúng tôi. Xin mời, chúng ta sẽ cùng khám phá khẩu vị ngôi sao. Hồ Bích Trâm, đây chính là chiếc tủ lạnh đáng yêu của chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Với kiến thức xấu rộng của mình thì đối với em, tủ lạnh để dùng để làm gì, chứa cái gì trong đó? Chứ đương nhiên là phải chứa đồ ăn rồi. Đương nhiên, bên trong này có sầu riêng không anh? Trời, vậy banh tủ lạnh luôn á, lọc mùi chết luôn. Thì quan trọng là mình phải biết giữ làm sao để nó không bay mùi cho tủ lạnh chứ. Em ăn sầu riêng được không? Em ăn được, rất thích ăn luôn. Một ngày em có thể ăn 4-5 trái cũng được. Như vậy là em không kiêng cử món nào hết hả? Không kiêng cử gì hết á. Vậy ha. Chiếc tủ lạnh này có rất nhiều món ăn và món uống ở trong đó. Thì đây cũng là một trong những dữ liệu đầu tiên để cho hai fan hâm mộ khám phá xem là Hồ Bích Trâm hợp khẩu vị với món nào nhất. Và bây giờ xin mời bạn hãy gặp gỡ hai fan hâm mộ của mình, đó chính là bạn Quý Ân và bạn Cẩm Linh. Xin mời. Ôi, yeah. Anh Hoàng. Chào anh. Mừng gặp Trâm quá. Chào Linh. Dạ em chào anh. Tay bắt mặt mừng cái nào. Dạ chào em, cảm ơn em. Quý Ân, một gương mặt cũng khá là quen thuộc với khán giả xem đài, cũng như là đối với Hoàng Rapper, cũng như là với một số nghệ sĩ, bởi vì Ân cũng có hoạt động trong nghệ thuật nữa. Đóng phim với em hoài à. Còn với Cẩm Linh, bạn có thể giới thiệu đôi nét về mình được không? Dạ, em chào anh Hoàng, em chào chị Trâm và khán giả của chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Em là Cẩm Linh, em đến từ Long An và công việc hiện tại của em là một giáo viên. Và bây giờ chúng ta hãy khám phá khẩu vị ngôi sao với chiếc tủ lạnh này. Chắc chắn bên trong đó sẽ có những món Hồ Bích Trâm thích và có những món Hồ Bích Trâm không thấy hợp khẩu vị. Nào, xin mời cả nhà. Mở ra à, món mặn có nè, món chai chai cũng có nè, rau củ quả nè, thức uống nè. Cái gì đa số món ăn á, đều tốt cho sức khỏe, nhưng quan trọng là hợp khẩu vị với Trâm nữa kìa. Trâm ơi, trong này có những món bạn thích không? Dường như là em thích hết luôn á anh. Hết luôn. Dạ. Vậy có ngoại lệ món nào mình không thích, không hợp khẩu vị không? À, bây giờ em nói thì mấy bạn biết hết rồi sao, đúng không? Nó có hay không? Không. Không luôn hả? Trời, ngay cả tỏi mà em có thể ăn sống được nhiêu một... Em có thể ăn tỏi, ăn một ngày, ăn một củ tỏi cũng chả sao. Tỏi rất là tốt cho sức khỏe, anh không biết gì trơn á. Ờ, hèn chi thanh thoảng đâu đây. Hả? Mùi gì vậy? Thơm, nước hoa em thơm. Bên đây em dùng nước hoa thơm ghê. À, nước hoa của em nó có hương vị là hành với tỏi trộn lại đó. Rồi, đóng lại nào. Vừa rồi chính là những tiết lộ đầu tiên của người đẹp hành tỏi Hồ Bích Trâm. Hồ Bích Trâm rất là dễ ăn, dễ nuôi. Và bây giờ thì các bạn có muốn khám phá thêm một chút xíu bí mật về Hồ Bích Trâm trong cái gu thưởng thức ẩm thực của Hồ không? Chắc có rồi. Và quan trọng là bây giờ về cái khẩu vị của Hồ Bích Trâm nè. Đắng cay chua ngọt thì bạn thích những hương vị nào nhất? Em là người miền Trung. Thì anh nghĩ là mình sẽ thích ăn gì? Thứ nhất là em thích ăn những cái gì mà nó đậm đà một tí, em không thích ăn nhạt.
biết là mình ăn mặn quá thì nó sẽ không có tốt cho sức khỏe, nhưng mà tại vì thói quen của người miền Trung là thích ăn cái gì đó nó cũng đậm đà, và đặc biệt là lúc nào cũng phải có chén nước chấm. Và thứ hai nữa là thích ăn chua cay. Tại người miền Trung thì cực kỳ thích ăn chua cay luôn, cay lắm, ăn cay dã man luôn. Và hy vọng hai món ăn ngày hôm nay cũng sẽ thuyết phục được cô ấy. Tưởng rằng dễ ăn, nhưng quan trọng món nào là món ấn tượng hơn, đó mới là điều chúng ta phải chinh phục. Em bật mí một điều nữa là em là cái nghĩa là mình ăn thì cái hương vị nó là một cái chuyện, còn cái chuyện đó là đẹp mắt, cho nên là cái cách trang trí cũng rất là quan trọng trong cái món ăn. Thôi mình di chuyển qua bếp đi em, xin mời mọi người. Nhiệm vụ đầu tiên của các bạn đó chính là giành lấy quyền ưu tiên để chọn lấy nguyên liệu chính ngày hôm nay. Nguyên liệu chính ngày hôm nay tiết lộ với các bạn biết được rằng đó chính là hai bộ sản phẩm sau đây. Bộ sản phẩm đầu tiên đó chính là tôm và bột đổ bánh xèo. Bộ sản phẩm thứ hai đó chính là thịt ba rọi và nước dừa. Nhưng mà vẫn chưa biết là mình sẽ làm với những gì, món gì với nguyên liệu chính này. Thì sau đó chúng ta sẽ tìm kiếm nguyên liệu phụ. Nhưng bây giờ phải giành lấy quyền ưu tiên để chọn trước. Nghe là các bạn nghĩ xem là mình sẽ có đúng với bài tủ của mình, sở trường của mình sẽ chọn nguyên liệu nào để làm món ăn thật là ngon nha. Cố gắng nha. Hoàng Rapper và Hồ Bích Trâm sẽ dành cho các bạn mỗi người 60 giây. Trong 60 giây này chúng ta sẽ chạy thật nhanh về phía khu vực trưng bày rất nhiều món ăn ngon ở đằng sau. Chúng ta hãy đoán xem dễ nuôi giống như Hồ Bích Trâm thì món nào là món cô ấy ưng ý nhất. Thì hãy đem về đây càng nhiều càng tốt. Mỗi lượt đi chỉ được lấy một món mà thôi. Đếm hiệu lệnh đi Trâm. 3, 2, 1, bắt đầu. Hết 60 giây. Cảm ơn hai bạn. Kiểm tra bên phần sân của Ân trước nha. Em buồn quá à. Cái món em thích nó còn nằm ở trên kia kìa. Vậy lát thì mình tiết lộ sao. Đây là những món ăn mà Quý Ân đã cố gắng mang về. Gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trái cây thì đương nhiên là rất là thích ăn rồi. Nhưng mà đặc biệt là em rất là thích ăn xoài. Với lại mắm đường. Xong rồi anh cắt ớt thiệt là nhuyễn ra. Xong anh cắt tiêu thiệt là nhiều lên nha. Thì em rất là thích ăn luôn. Rồi thứ hai đó là tôm. Tôm thì em rất là thích ăn. Ví dụ như tôm hấp. Hoặc là mình tôm lăn bột. Đó là cực kỳ thích ăn luôn. Là 1 nè, 2 và 3. 3 món Hồ Bích Trâm ưng ý. Rồi, chúc mừng Ân. Qua đây, Cẩm Linh đã mang về 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và trong 6 món này, Hồ Bích Trâm ưng ý với mấy món? Ở trong đây, hai món mà em thích đó là bánh tráng trộn. Thì thường là đi quay thì cái món này là cái món để ăn vặt. Mà dằn bụng luôn á. Đúng rồi, ăn rất là ngon. Và đặc biệt là em rất là thích uống những cái loại nước về trái cây. Như vậy với hai món mà Hồ Bích Trâm ưng ý thì Cẩm Linh bạn đang hơn bị bất lợi một chút xíu, bởi vì bên anh Quý Ân đã có 3 món. Anh Quý Ân có quyền chọn ra món ăn sở trường cũng như là nguyên vật liệu chính ngày hôm nay. Chúc mừng anh. Đây là nguyên liệu chính ngày hôm nay gồm hai bộ nguyên liệu. Bộ đầu tiên là tôm với bột đổ bánh xèo. Bộ thứ hai là thịt ba rọi cùng với nước dừa. Thì anh Ân à, anh Quý Ân sẽ chọn bộ sản phẩm nào của chúng tôi? Ân sẽ chọn nước dừa và thịt ba rọi. Wow, nước dừa, thịt ba rọi. Thế nghe thoang thoảng đâu thịt không dịch. Rồi, xin mời Quý Ân sẽ nhận lấy phần nguyên liệu chính của mình. Và đương nhiên, phần nguyên liệu còn lại với bộ nguyên liệu là tôm và bột đổ bánh xèo đã thuộc về bạn Cẩm Linh. Chúc bạn may mắn nhé. Dạ, cảm ơn. Bột đổ bánh xèo với tôm thì chắc là chỉ còn có cái bột bánh xèo. Cái bột bánh xèo này mình có thể làm tôm chơi lăn bột được không? Chắc không đúng không? Dạ, không biết nữa, hên xui à. Có khi là những người chơi đến đây đều có sự sáng tạo của riêng mình. Hy vọng là Hồ Bích Trâm vẫn còn vui vẻ, tươi vui, đầy đủ sức khỏe. Quay trở về nhà sau chương trình ngày hôm nay nha. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với vòng đầu tiên, đó chính là tiếp sức thực phẩm. Bây giờ sẽ là phần dự thi mà anh Ân sẽ đấu trực tiếp đối kháng với lại Cẩm Linh. Cẩm Linh sẽ là người chơi đầu tiên. Mỗi người chơi sẽ có tổng cộng 90 giây. 60 giây đầu tiên các bạn sẽ tương tác trực tiếp với Hồ Bích Trâm, đưa ra những phần gợi ý của chính mình để cho Bích Trâm đoán được rằng đề bài sau lưng cô ấy là gì. Đặc biệt các bạn không được phạm quy. Phạm quy là khi các bạn nhắc đến từ khóa, từ đáp án đang hiện trên màn hình. Hãy cẩn thận với những lời miêu tả của mình. Sau đó Hồ Bích Trâm có thêm 30 giây nữa. Bạn sẽ chạy trực tiếp về phía khu vực trưng bày và đem toàn bộ những đáp án hợp lệ và chính xác về vị trí của người chơi. Sẵn sàng nha. Và bây giờ chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu.
chị, cái con gì mà kêu ộp ộp á chị? Heo. Dạ. Tiếp chưa chính xác, chưa đầy đủ. Hai chữ. Thịt heo. Cái gì mà hồi nãy anh Hoàng rapper nói cái cọng dài xanh xanh có cái mùi á? À, hành. Dạ hai chữ. Cọng hành. Cái gì mình ở trên cây mình ngắt á chị, màu xanh á? Hành tây. Dạ, hành lá. Hành lá. Dạ đúng rồi. Tiếp luôn. Ở trong mình miền Nam gọi là củ. Phạm Huy. Cái gì mà ăn chung với rải bún của tôi á chị, màu xanh? Cọng ngò. Dạ không, nhiều loại trộn chung lại với nhau. Rau sống. Rồi 30 giây tiếp theo, chạy về khu vực trưng bày và lấy hết tất cả những món mà hợp lệ bạn vừa nói được. Nhớ lại nha Trâm. Này, rồi gì nữa? Rau. Cố lên Trâm. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết 90 giây. Chúc mừng Hồ Bích Trâm, chúc mừng Cẩm Linh. Các bạn đã có được những món nguyên liệu phụ để đi kèm với nguyên liệu chính. Nhưng mà quan trọng, đâu mới là hợp lệ? Xin mời hình ảnh đầu tiên. Thịt heo đúng. Hay quá. Xem nữa em quên mất chữ thịt, thấy không Linh? Dạ. Hình ảnh tiếp theo nào. Quá đúng gu của người đẹp, mang mùi hành tỏi. Hành lá. Rồi tiếp theo nào. Tiếc quá bị phạm quy chữ cũ. Rào sống. Chính xác. Như vậy những món mà bạn mang về phía khu vực Cẩm Linh là có 3 món hợp lệ, món còn lại là củ sắn không hợp lệ. Như vậy củ sắn đã bị loại và bạn đang khuyết đi một phần cực kỳ quan trọng trong món ăn của mình. Mọi người có thể đoán được cái công thức chế biến của bạn là gì rồi. Nếu như không có củ sắn coi như nắm chắc 50% thất bại, nên trách nhiệm đó sẽ thuộc về Hồ Bích Trâm. Sẵn sàng nha. Các thằng đền bù thiệt hại cho người ta nha. Nhưng bây giờ để chờ đó xem Hồ Bích Trâm có phải đền bù cho anh chàng Quý Ân hay không. Xin mời Quý Ân vào vị trí. Quý Ân chuẩn bị 3, 2, 1 bắt đầu. Cái này mình hay ăn với nước lèo. Mấy chữ, màu gì? Màu trắng. Cái ăn nước lèo bún nè. Chính xác rồi, tiếp luôn. Bà con với hột gà nhỏ xíu. Chân cút. Hay quá. Cái này nó chết rồi, cái này diễn tả sao ta? Thôi bỏ qua trước đi. Khi mình đi tìm đường mà đi hoài không tới nơi gọi là gì? Cái gì anh? Đi tìm đường mà đi hoài không tới nơi. Mình bị gì? Mình bị gì? Vòng vòng á. Thôi qua đi anh ơi. Rồi qua. Qua đi, quay lại cái kia đi. Cái này sao phải giống của Linh sao? Nhưng mà cái này nằm dưới đất. 4, củ hành hả? 3, sỏi hả? Nhưng mà nó có màu. Nó có màu. Có màu hả? Củ gì ta? 60 giây. Rồi, hết 60 giây rồi. Bạn hãy tự tin với đáp án nào thì lấy đáp án nó về nào. Cái gì mà đi đường tìm, không tìm đường là cái gì? Trời ơi, cái bài sinh tục lạc trôi đó trời. Tìm tẻ lạ. Rồi. Có đơn độc. Lẻ loi quá, thấy lạnh lẽo quá. Hồ Bích Trâm đã đem về gì ạ? Bún với lại trứng cút ạ. Dạ vâng. Và bây giờ chúng ta hãy so đề bài nào. Xin mời hình ảnh đầu tiên. Bún, chính xác rồi, bún thì khá dễ. Màu trắng, ăn với nước lèo. Xin mời hình ảnh thứ hai. Bà con với hột bà gà. Bà con với hột gà. Chứ nói trứng gà là bị Phạm Huy hay quá, rất là thông minh nói chỉ hột gà, trứng cút. Giỏi. Rồi tiếp tục nào. À, tới khúc này hết trời giỏi rồi. Trời ơi. Ủa quá. Cái này dễ nói được mà. Rồi tiếp tục nào. Em à, em đi tìm nhà người ta hay em đi bất cứ nơi đâu em bị không tìm thấy đường nữa, em bị mất phương hướng thì em bị gì? Là bị gì? Bị lạc. Không, là nói là ví dụ như là thường là cái món này là dành cho những người mà hay ăn chay, là em biết liền là đậu phộng rồi. Mồi nhắm nè. Cái này là thường dành cho người ăn chay, người ta bỏ chung với nước tương đậu phộng, đúng không? Rồi cái tả này là quá dễ luôn. Rồi, thật là đáng tiếc, như vậy là chỉ có 2 món hợp lệ mà thôi. Và Quý Ân đang thiếu mất đi 2 nguyên liệu phụ nữa để có thể hoàn thành được món ăn tâm huyết của mình. Tưởng chừng như là dễ, đến đây đứng vào vị trí đó mới thấy hồi hộp và khó khăn là sao. Không sao hết trơn á. Tiếp tục là sự đền bù thiệt hại của Hồ Bích Trâm. Hãy sẵn sàng vượt qua thử thách với chúng tôi. Nếu như bạn vượt qua được thành công thì những món nguyên liệu phụ sẽ được cung cấp cho 2 người chơi. Sẵn sàng nhá. Bây giờ xin mời quý vị đến với phần tiếp theo, chinh phục khẩu vị ngôi sao. Múa nhiệt tình lên đi nào diễn viên xiếc của chúng tôi. Hãy múa những điệu múa cuối cùng của mình đi. Tại vì bây giờ sẽ là phần vượt thử thách trước khi cả 2 thí sinh ngày hôm nay bước vào chinh phục khẩu vị ngôi sao. Nhiệm vụ ngày hôm nay là ăn, nhưng bạn sẽ không biết mình ăn cái gì. Tất cả sẽ do định mệnh của ông trời sắp đặt mà thôi. Trời ơi, vậy hả? Đây, đeo mặt nạ vô.
Trên tay tôi là 5 sự lựa chọn. Bạn hãy cứ yên tâm, tất cả đều sống, không có cái nào chính hết. Vũ khí duy nhất của bạn chỉ là một cái muỗng mà thôi. Giơ tay lên để lấy cái muỗng. Với cái muỗng này, chỉ có nó được tiếp xúc vào 5 sự lựa chọn này thôi. Em hãy chọn đi, 5 sự lựa chọn này em lựa chọn cái nào thì hãy đưa tay và chạm xuống một cái beng, nó chạm vào cái nào đầu bây tiên anh sẽ lấy cái đó. Bây giờ em còn chưa biết beng này là cái gì mà. Thì kệ em, anh đâu cho biết. Đầu tư rồi sống là được rồi. Rồi em lấy cái này nha. Ok, đã có sự lựa chọn đầu tiên. Rồi tay đây, một phát một ăn cho hết chứ đừng. Ăn cái gì? Này là cái gì vậy? Em có thể ăn tỏi, ăn một ngày, ăn một củ tỏi cũng chả sao. Tỏi rất là tốt cho sức khỏe, anh không biết gì trơn á. Ăn cho hết. Tại sao phải ăn cho hết? Để đem về nguyên liệu phụ cho người ta chứ. Ăn không hết là bị phạm quy đó. Oh my god. Wow, cái mùi rồi, nó dậy mùi rồi. Sự lựa chọn cuối cùng nào. Lựa chọn giống như nãy luôn. Cái muỗng chạm vô cái nào trước là quất cái đó. Từ đi, bào đi, bơi. Rồi, chạm cái này rồi, hay quá em. Chạm cái nào? Cái này nè, đó. Rồi, cầm, quất cho hết. Cái này là dưa leo nè. Chính xác. Ôi ơi, giống dưa leo vậy. Quất hết, em ô. Em phải ăn hết thì nguyên liệu phụ mới trở về với chủ nhân của nó được. Nhưng mà chua em ăn được, cái này mà cho xíu muối vô nữa là xuất sắc luôn. Rồi, tuyệt vời. Như vậy Hồ Bích Trâm đã ăn sạch toàn bộ số tỏi và số chanh. Rồi, hãy trả ánh sáng về cho cô ấy đi nào. Lột mặt nạ ra đi cưng. Nào, bây giờ chúng ta hãy đem nguyên liệu phụ về cho hai người chơi đi nào. Đây rồi, những món nguyên liệu phụ mà cả hai đều đang thiếu. Về phía anh Ân, đây. Tím nè. Chân thành cảm ơn Trâm. Em cảm ơn chị. Không nói lời luôn. Và chúc mừng cho hai bạn đã có được những nguyên liệu phụ đầy đủ của mình rồi. Nào, chuẩn bị nấu ăn thôi. Và Hồ Bích Trâm đi xúc miệng. Người đẹp hành tỏi, cảm ơn em rất nhiều. Bây giờ em đang chờ tuyệt vời. Hai cái món ăn của hai bạn để mà khử mùi tỏi bớt giùm em đây. Và bây giờ chúng ta chỉ còn vài giây cuối nữa mà thôi. Và cả hai cũng đã sẵn sàng với phần trang trí cuối cùng của mình. Xin mời Quý Ân và Cẩm Linh đem sản phẩm của mình lên đi nào. Nhìn hấp dẫn quá anh ơi. Chỉ trong vòng 15 phút thôi, nhưng mà các bạn rất là nhanh tay để có thể chuẩn bị những bữa ăn rất thịnh soạn dành tặng riêng cho người đẹp hành tỏi Hồ Bích Trâm. Xuất sắc, một tràng vỗ tay nào. Nói chung là đây là hai món ăn cực kỳ dinh dưỡng và đang sẵn sàng chờ đón xem là ấn tượng sẽ thuộc về món ăn nào nhiều nhất mà thôi. Anh nói bớt lại để cho em ăn. Ok, anh sẽ anh không nói nhiều quá, em mất thời gian được quý báu đúng của rồi. Của Hồ Bích Trâm. Hồ Bích Trâm rất là đói đúng không? Dạ. Và cũng muốn khử đi mùi tỏi đúng không nào? Dạ. Ngay sau đây xin mời hai bạn di chuyển về phía khu vực có góc nhìn khách quan nhất có thể để lắng nghe và cũng như chiêm ngưỡng giây phút mà Hồ Bích Trâm để hưởng thưởng thức. Em ăn được chưa? Được rồi. Bây giờ giữa hai món bún thịt kho với lại bánh xèo, em chọn món nào trước tiên? Bây giờ hai món thì món nào cái cách bày trí nó cũng rất là bắt mắt, nhưng mà em muốn thử món bánh xèo trước. Nào, xin mời Hồ Bích Trâm. Em tự nhiên nâng đũa đi, người đẹp hành tỏi. Người đâu mà đẹp mà khôn quá trời luôn. Ăn tỏi thông minh ra thì sao? Nước chấm này thì không biết là có làm gây khó cho Cẩm Linh không? Dạ có ạ. Vì phần nước chấm là phần quan trọng nhất. Thì bạn học hỏi bí kíp này từ đâu? Dạ, mẹ học từ ngoại, mẹ truyền lại cho em. Em ăn được chưa anh? Dạ, xin mời em tự nhiên. Nước chấm ngon quá. Hợp lý, ngon quá ngon luôn anh ơi. Khi mà mình ăn vào thì em thấy được là
sắn ở đây là nó vừa tới, tại vì khi mà mình rụt quá nó sẽ bị mềm quá, mình ăn sẽ nó không có cái vị ngon của nó nữa. Chúc mừng bạn, tuyệt vời. Nào, bây giờ chúng ta hãy khám phá món bún thịt kho lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Không, mà thật sự là rất là lạ luôn. Hồi đó thì mình sẽ ăn với thịt kho với cơm. Không biết là khi mà mình ăn với bún thì nó sẽ như thế nào. Không chừng là sau chương trình này đây lại là một trong những đặc sản mới của những ngày Tết dành cho mọi gia đình. Rất hợp lý, khiến cho bữa ăn chúng ta luôn luôn phong phú, không bị nhàm chán. Cảm ơn anh Ân rất nhiều. Em không ngại mở luôn. Wow, tuyệt vời quá, ưng quá, thiệt thương lắm luôn á trời. Đó, nhiệt tình, làm nghệ thuật hết sức mình, chơi game show cũng hết ga luôn, giờ ăn cũng hết sức. Thêm miếng rau nó vô là thanh đạm lại liền nè. Đặc biệt nha, là đậu phộng ở trong đây á, nó không có bị mềm luôn, mà nó vẫn còn độ giòn giòn giòn, ăn rất ngon. Tại món này món chế và biến mà. Món chế và biến mà. Mà không ngờ đây là một sự sáng tạo bất ngờ của Quý Ân. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cũng là cảm ơn món bánh xèo của bạn Cẩm Linh. Và bây giờ xin mời cô nương hành tỏi à, làm chút nước cho bình tĩnh lại, để đưa ra quyết định cuối cùng món nào là món ấn tượng nhất, hợp khẩu vị với diễn viên Hồ Bích Trâm nhất. Bây giờ nói chung là cũng khó có để mà mình cho điểm là bên nào làm ngon hơn, tại vì mỗi bạn đều có một cái sở trường riêng và làm một món ăn riêng. Nhưng mà về khi mà về sự bắt mắt nè, rồi khi mình cảm nhận mình ăn vô về sự cầu kỳ á, thì của anh Ân. Cảm ơn Hồ Bích Trâm. Như vậy chúc mừng món ăn bún thịt kho của anh Quý Ân giành chiến thắng, tuyệt vời. Và cũng chúc mừng cho món bánh xèo của Cẩm Linh cũng rất là ngon miệng. Cảm ơn Trâm. Dạ, ngon quá anh ơi. Ta-da! Đây chính là phần thưởng trị giá 5 triệu đồng dành cho món ăn đã giành lấy phần chiến thắng, với phần ấn tượng rất tuyệt vời của diễn viên Hồ Bích Trâm đã dành tặng cho món ăn mang đậm chất thuần túy của Việt Nam. Và bên cạnh đó là sự sáng tạo, sự chế và biến của anh. Không ngờ là một diễn viên với thời gian bận rộn. Anh nói dài và lâu quá à. Gửi tặng anh. Và bé Linh không có gì buồn hết, chị cũng chúc mừng em. Tại vì đã nấu được món ăn như vậy là sau này em sẽ sớm có chồng hơn chị. Hơn chị. Dạ, cảm ơn chị. Nhưng mà rõ ràng món ăn của Cẩm Linh á, vừa ngon miệng nè, hoàn hảo. Bên cạnh đó là một thông điệp của gia đình nữa. Đây chính là một công thức rất là quý báu mà bà ngoại truyền cho mẹ, rồi mẹ truyền lại cho bạn Linh. Thì hy vọng sau này mình sẽ tiếp nối những món ăn ngon này để phục vụ cho gia đình bạn nhé. Dạ, em cảm ơn anh, em cảm ơn chị. Và hy vọng là sẽ gặp lại anh Ân với những công thức chế biến còn mới lạ hơn nữa, để dành tặng cho tất cả mọi người những bí kíp thật là hay. Hồ Bích Trâm, ăn xong thấy khỏe không nào? Khỏe hẳn luôn anh. Đến với chương trình thì em nghĩ là ngày hôm nay là em đã học hỏi được hai cái món ăn. Thứ nhất đó là bánh xèo miền Tây, em cũng chưa thử làm bao giờ. Ngày hôm nay thì sau khi bé Linh làm xong thì chắc chắn là về sẽ thử. Và đặc biệt là từ nay về sau em sẽ bắt chước anh làm cái món này. Đó, mà không biết ngon hay không thôi, nhưng mà em nghĩ đây là một cái món mà khi mà mình gửi tới mọi người thì chắc chắn là mọi người sẽ nghĩ nó rất là lạ. Đúng rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã đến với Khẩu Vị Ngôi Sao. Và thưa quý vị, đừng quên khung giờ phát sóng chúng tôi vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại.